Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình nghe nói ở đây nè các bạn có rất là nhiều xe đồ chơi mới luôn á các bạn. Bây giờ mình và các bạn đi khám phá có những chiếc xe đồ chơi mới gì nha các bạn. Let's go. Wow, các bạn ơi. Mình phát hiện một chiếc xe đồ chơi gì nè các bạn. Wow, đây là một chiếc xe đồ chơi gì nè. Đấy, hình như đây là một chiếc xe cần cẩu á các bạn ơi. Wow, còn trong vỏ luôn nè các bạn. Cho vô gỗ luôn các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Đấy, mình phát hiện một chiếc xe gì nè. Wow, một chiếc xe màu xanh gì đây nè các bạn. Wow, hình như đây là một chiếc xe chở gác đó các bạn. Đây. Wow, các bạn ơi. Wow, một bộ xe cứu hỏa các bạn ơi. Đây, một bộ xe cứu hỏa. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, cho vô gỗ. Wow, các bạn ơi. Quá cho nhiều xe bồn luôn nè các bạn. Đây, một chiếc xe bồn màu xanh, một cái bồn màu vàng nè. Bên đây một chiếc xe bồn màu vàng nữa nè các bạn. Wow, nhiều xe đồ chơi thiệt các bạn ơi. Đây. Quá đã luôn các bạn ơi. Cho vô gỗ hết luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, nhìn phía xa xa kìa các bạn. Đấy, mình thấy một chiếc xe đồ chơi mới gì nữa kìa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lại đó coi chiếc xe đó là chiếc xe gì nha các bạn. Wow, có hai con thú gì trong đây nè các bạn. Đấy, hình như là một con sư tử với một con hổ á các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe chở thú nha các bạn. Wow. Đấy, giờ mình sẽ kiếm chỗ trống đổ ra để xem mình tìm được những xe đồ chơi mới gì nữa nha các bạn. Wow, quá trời nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ khui chiếc xe bồn này trước nha các bạn. Wow, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn. Cái bồn màu trắng nè các bạn ơi. Wow, còn cái cabin màu xanh lá cây rất là đẹp luôn nè các bạn. Chiếc xe bồn này có 6 bánh lận nè các bạn. Đây, bên đây 1, 2, 3. Bên đây 1, 2, 3 là tổng cộng là 6 cái bánh xe các bạn. Wow, xe này chạy bằng trơn á các bạn ơi. Wow. Đây, trên cái đầu xe có 4 cái còi luôn nè các bạn. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đây. Giờ tiếp tục là một chiếc xe bồn nữa nha các bạn. Wow, bữa nay mình kiếm được rất là nhiều xe bồn luôn các bạn. Đây, một chiếc xe bồn màu vàng các bạn ơi. Đây. Cái đầu cabin cũng màu vàng nữa nè các bạn. Đây, chiếc xe bồn này là có 2 cái còi à các bạn. Wow, ô có đầu quay nữa nè các bạn. Wow. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đấy. Wow. Này, chiếc này có biển số luôn nè các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe này nhỏ nhưng mà nhìn hầm hố quá nha các bạn. Đấy, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Đây, cái mình lấy chiếc xe bồn siêu to khổng lồ ra nha các bạn. Đây, chiếc xe bồn này là chiếc xe bồn bự nhất trong 3 loại xe bồn luôn các bạn. Wow, cái cabin màu xanh. Còn cái bồn này màu vàng này các bạn. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, xe này cũng có biển số nữa nè. Wow, bánh xe quá trời bự luôn các bạn ơi. Đấy, tới 2 cái ống khói luôn nè các bạn. Đây, 1, 2. Wow, quá đẹp luôn các bạn. Đây, kế tiếp là một chiếc xe chở rác nha các bạn. Một chiếc xe bảo vệ môi trường màu xanh nè các bạn ơi. Wow, cái thùng rác thì màu xanh nè các bạn. Còn cái cabin màu trắng. Wow, ở đây tới 4 cái còi luôn nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đấy. Wow, bỏ gác trong đây nè các bạn.
Đấy, bỏ gác trong đây cái đậy nắp lại. Wow, xe này cũng chạy bằng trớn nữa nè các bạn. Đấy. Ủa, ở đây cát không mà chạy không được các bạn ơi. Đó, nó quay nè các bạn. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Wow. Đấy. Kế tiếp là một chiếc xe chở thú nha các bạn. Wow. Chiếc xe chở thú này là cái cabin màu đỏ nè các bạn. Đấy, còn cái lồng nhốt thú là màu trắng nha. Wow, trong đây có con hổ nè các bạn, con sư tử nè. Bây giờ mình mở cửa ra cho con sư tử với con hổ này ra nha. Đấy. Wow. Con hổ bò ra trước nha. Đó, một con. Đây con sư tử nha các bạn. Đấy, bò xuống. Wow. Quá xinh xò luôn các bạn ơi. Bây giờ mình cho con sư tử vô đây, đang mình chở đi vô sở thú nha các bạn. Đây, sư tử vô. Wow. Tới con hổ vô nha. Đây, rồi đóng lại. Rồi. Rồi chở đi vô sở thú nha các bạn. Đấy, kế tiếp là một bộ xe cứu quả các bạn ơi. Đây. Có 4 chiếc xe luôn nè các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, chiếc xe này là chở nước nè các bạn. Đấy, có cầu thang lên luôn nè các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn. Wow, cái thùng chở nước quá trời bự luôn. Wow, xe này chạy bằng trớn á các bạn ơi. Đấy. Đây. Đây là cái vòi xịt nước nè các bạn ơi. Nè các bạn, bình xịt nè các bạn, rồi dây để kéo ra đi xịt nước nè các bạn. Đây, còn đây cầu thang nè. Wow. Quá đẹp luôn. Đây, đây có cái đồ nâng lên để cứu hộ người nè các bạn. Wow. Đấy, nâng lên nâng xuống được luôn nè. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, đây cũng là một chiếc xe cứu quả để cứu hộ người nè các bạn. Người lên đây nè các bạn. Đấy. Ồ. Đấy, xây được vòng tròn luôn nè các bạn. Đây cái cầu thang nè. Đó. Wow, xịn sò chưa các bạn? Anh cứu quả đứng trên đây nè các bạn, cái dùng cái vòi nước xịt đang chữa cháy các bạn. Wow. Đấy. Kế tiếp là một chiếc xe cần cẩu màu vàng nha các bạn. Wow, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Đấy. Cái cần cẩu màu vàng, cái cabin cũng màu vàng luôn các bạn ơi. Đấy, trên cái đầu xe nè có 2 cái còi nè các bạn. Wow, xây vòng tròn được luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ múc đất thử nha, coi nó làm việc được không nha các bạn. Wow, múc quá là dữ luôn nè các bạn. Đây, để mình múc cát thử nha các bạn. Đấy, wow. Đấy, rồi vụt luôn rồi. Để mình gắn lại coi. Đó, xong. Quá trời đẹp luôn nè các bạn. Đây, để mình múc cát cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Wow.